Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, SC Ranvin gia hạn hợp đồng với Văn Hậu. Câu lạc bộ SC Ranvin nhiều khả năng gia hạn hợp đồng với Văn Hậu thêm một mùa giải mới. Mới đây, tờ Fin Online tiết lộ danh sách 7 cầu thủ sắp bị Ranvin thanh lý ở hè này, trong đó có tuyển thủ từ Việt Nam, Đoàn Văn Hậu. Thậm chí Hà Nội FC cũng lên sẵn kế hoạch đón cầu thủ gốc Thái Bình về nước. Văn Hậu còn hợp đồng với Ranvin đến cuối tháng 6 năm nay. Theo thỏa thuận giữa các bên, đội bóng Hà Lan có trách nhiệm liên lạc với Hà Nội FC một tháng trước khi hợp đồng hết hạn để quyết định tương lai hậu vệ sinh năm 99. SC Ranvin cho biết sẽ xúc tiến quá trình thương lượng với câu lạc bộ Hà Nội ngay trong tuần tới. Để chuẩn bị việc đàm phán, huấn luyện viên Johnny Jensen và giám đốc kỹ thuật Gary Hamcha đã có cuộc họp riêng với Hậu vào ngày 23 tháng 4. Nội dung cuộc họp không được các bên tiết lộ, tuy nhiên Văn Hậu cho biết anh đã trình bày nguyện vọng muốn được ở lại Hà Lan. Trong khi huấn luyện viên Jensen đánh giá tuyển thủ Việt Nam có tiến bộ rất lớn về mặt chuyên môn. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, SC Ranvin tiếp tục gia hạn hợp đồng mượn Đoàn Văn Hậu thêm một năm. Ngoài ra hậu vệ gốc Thái Bình cũng sẽ được giữ nguyên mức lương 5,6 tỷ đồng một năm. Văn Hậu chia sẻ rằng, tôi muốn tiếp tục được ở lại Ranvin để phát triển bản thân, bởi một cầu thủ Việt Nam được sang chơi bóng tại châu Âu là điều không dễ dàng. Tất nhiên, mọi chuyện do Hà Nội và Ranvin quyết định. Sau 7 tháng ăn tập tại Hà Lan, Hậu mới chỉ được chơi 4 phút cho đội 1 Ranvin tại Cúp Quốc gia. Nếu được giữ lại, cơ hội để hậu vệ trái số 1 Việt Nam thử sức tại giải vô địch quốc gia Hà Lan là rất cao. Truyền thông Thái Lan lo lắng về Philip Nguyễn sắp về Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cảm thấy lo lắng khi nghe tin tuyển Việt Nam dự định triệu tập Philip Nguyễn thay chỗ Văn Lâm tại AFF Cup 2020. Với việc Thái League 1 dự định quay trở lại vào tháng 9, kéo dài tới năm 2021, thủ môn Văn Lâm khó lòng có thể tham dự AFF Cup cùng tuyển Việt Nam. Vì đây không phải là giải đấu thuộc hệ thống FIFA nên Muân Thông gần như chắc chắn không nhả Văn Lâm, trong khi Thái League thì đang diễn ra. Việc này khiến ông Park phải tìm kiếm những phương án thay thế cho thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam. Một trong những cái tên sáng giá chám vào vị trí của Văn Lâm, đó là thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn, người làm cho truyền thông Thái Lan phải e ngại. Tờ SMM Sport viết, với việc Đặng Văn Lâm nhiều khả năng không thể tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm, tuyển Việt Nam đang gấp rút tìm kiếm người thay thế cho thủ môn của Muân Thông United. Trong số đó, Philip Nguyễn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ môn ở tuyển Việt Nam. Thủ thành 27 tuổi với chiều cao 1m91, hiện là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Anh từng thi đấu cho những đội bóng nổi tiếng Sparta Prague, Vladimir and Slovan Liberec. Nếu như nhập tịch thành công, Philip Nguyễn có thể phục vụ tuyển Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2022 và AFF Cup 2020 sắp tới. Đây là sự bổ sung chất lượng và sẽ gia tăng sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Báo chí xứ Chùa Vàng dĩ nhiên có nhiều lý do để lo lắng khi ngoài AFF Cup 2020, hiện tại đội tuyển Việt Nam vẫn đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, bỏ xa Thái Lan tới 3 điểm. Với sự chắc chắn trong lối chơi của Philip Nguyễn, nếu anh thi đấu cho tuyển Việt Nam, cơ hội để Thái Lan vượt qua Việt Nam ở bảng đấu này là rất nhỏ. Philip Nguyễn muốn rời Cộng hòa Séc để chuyển tới Ngoại hạng Anh. Philip Nguyễn muốn có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Anh hợp tác với đơn vị từng đưa thủ thành Peter Cech sang Ngoại hạng Anh thi đấu. Thủ thành mang hai dòng máu Việt Séc thông báo chia tay người đại diện cũ Libopap và sẽ bắt đầu hợp tác với công ty môi giới cầu thủ Global Sport. Trên trang fanpage cá nhân, Philip Nguyễn chia sẻ, tôi muốn cảm ơn Libopap sau nhiều năm tháng đồng hành cùng tôi. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác này có lợi cho cả hai chúng tôi và chúng tôi đã cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Gần đây, tôi cảm thấy cần tiếp tục phát triển, vì vậy tôi quyết định kết thúc sự hợp tác này, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp, cụ thể là Global Sport. Ông Zika có nhiều kinh nghiệm và là một trong những người giỏi nhất ở Cộng hòa Séc, bằng chứng là việc chuyển nhượng Peter Cech và Martin Dubravka sang Ngoại hạng Anh. Đây là lý do tại sao tôi thực sự hạnh phúc khi trở thành một phần của cơ quan này và tôi tin rằng chúng ta cùng nhau đạt được thành công lớn. Phía Global Sport cũng xác nhận thông tin hợp tác cùng thủ môn Việt Kiều. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác cùng Philip Nguyễn, thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc năm 2019. Việc Philip Nguyễn bắt tay với Global Sport rất có thể thủ môn này muốn chuyển tới thi đấu ở giải đấu lớn hơn Cộng hòa Séc và Ngoại hạng Anh có thể là đích đến mà thủ môn sinh năm 93 nhắm tới. Ở mùa giải 2018-2019, Philip Nguyễn bắt chính 26 trận, chỉ để thủng lưới 19 bàn, một thành tích hết sức ấn tượng. Anh đã được ban tổ chức trao cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.
hợp đồng hiện tại của anh với Slovan Liberec thời hạn đến năm 2022. Thông tin tiếp theo, huấn luyện viên Derby, cầu thủ Việt Nam nên học tập người Thái. Huấn luyện viên Steve Derby cho rằng cầu thủ Việt Nam nên học tập những người đồng nghiệp Thái Lan khi quyết định xuất ngoại. Tôi nghĩ chỉ Hồng Sơn, Bảo Khanh, Huỳnh Đức là các cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng tại châu Âu. Huấn luyện viên Steve Derby chia sẻ với chúng tôi khi nói về những cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu tại châu Âu. Xuất khẩu cầu thủ từng là niềm ước mơ của nhiều người làm bóng đá Việt Nam từ lâu. Nhiều ông bầu làm mọi cách để cầu thủ của mình đặt chân tới các nền bóng đá phát triển, thể hiện sự bứt phá vượt bậc của bóng đá tại giải đất hình chữ S. Bầu Đức là ví dụ tiêu biểu với Lò Hoàng Anh Gia Lai của mình. Tuy nhiên, từ ý tưởng cho tới thực tiễn vẫn còn chặng đường dài phía trước. Dù bỏ ra nhiều tiền và công sức trong thời gian qua, nhưng việc có một chỗ đứng tại đội bóng ngoại vẫn là điều khó khăn với cầu thủ Việt Nam. Kể từ khi lưới Hoàng Anh Gia Lai James G được trình làng, hàng loạt tài năng trẻ Việt Nam đã được tạo cơ hội để ra nước ngoài thi đấu, thậm chí còn được chuyển tới nhiều đội bóng khác nhau như Công Phượng, Xuân Trường. Một số trường hợp tưởng như thích hợp nhất để tỏa sáng tại châu Âu là Văn Hậu thì lại không thể làm nên sự khác biệt so với những người đàn anh của mình. Sau gần mùa giải chuyển tới Hà Lan, cầu thủ 21 tuổi đang dần tới ngày rời câu lạc bộ Heerenveen để quay về đội bóng chủ quản Hà Nội FC. Nhận xét về điều này, huấn luyện viên Steve Derby, người từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam cho rằng hiện tại bóng đá Việt Nam chưa đủ khả năng xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu. Những người có khả năng này thì không còn thi đấu nữa. Điều này được ông rút ra nhờ vốn kinh nghiệm dài dặn sau nhiều năm làm việc với bóng đá Đông Nam Á của mình. Trong khi các cầu thủ Việt Nam chạy chật đi tìm con đường ước mơ ở châu Âu, những người đồng nghiệp ở Thái Lan đạt được nhiều thành tích đáng nể. Nhạc trưởng thế hệ vàng Thái Lan Chanathip Songkrasin được người hâm mộ vinh danh biểu tượng mới của Consadole Sapporo. Thiraton Bumathan trở thành hậu vệ trái số 1 ở giải J-League với khả năng tấn công, sút phạt tuyệt vời. Terasin Dangda trở thành tiền đạo chất lượng được nhiều đội bóng Nhật Bản theo đuổi. Không chỉ bởi thương mại, khả năng chơi bóng giờ đây trở thành yếu tố quan trọng của các cầu thủ Thái Lan mang lại khi chơi bóng tại Nhật Bản. Không ngạc nhiên khi ngày càng nhiều cầu thủ tại đây trở thành mục tiêu săn đuổi của các đội bóng Nhật. Rõ ràng thành công tại Nhật Bản, Hàn Quốc dễ khả năng xảy ra hơn tại châu Âu, nơi vốn dĩ quá nhiều khác biệt so với Việt Nam. Vậy nên huấn luyện viên Steve Derby cho rằng các cầu thủ Việt Nam nên học tập những người đồng nghiệp Thái Lan. Thay vì cứ mãi tập trung tìm kiếm cơ hội ở châu Âu, họ nên chuyển hướng tập trung sang các môi trường gần gũi hơn ở châu Á. Một vài tuyển thủ quốc gia nên học tập người Thái. Các cầu thủ nên tìm cách rời khỏi V-League, học tập đồng nghiệp Thái Lan trong cách xuất ngoại. Họ nên tới Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Điều đấy sẽ giúp đội tuyển Việt Nam trở nên tốt hơn, huấn luyện viên người Anh khẳng định với chúng tôi. Huấn luyện viên Steve Derby, sinh năm 1955 tại Anh, ông được đánh giá là một trong những chuyên gia quốc tế am hiểu về bóng đá Đông Nam Á nói riêng, châu Á nói chung. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại đây như tuyển nữ Việt Nam 2001-2002, dẫn dắt tuyển Thái Lan 2008, U23 Thái Lan 2009, hay tuyển Lào 2015-2016. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.